Quang Tây xin chào con nha các bạn nha. Hôm nay cập nhật giá long ngày 11 tây tháng 9. Thì hiện tại là mình đang cập nhật của giá của kho Tú Anh nha bà con. Còn mấy kho kia thì mình hôm nay mình không có cập nhật mấy kho kia, thì mình cập nhật cái giá kho Tú Anh không à. Thì hiện tại giá anh long ruột đỏ thì cái hàng loại năm á bạn, nó với hàng ngang trộn nó tăng được 1.000 đồng một ký nha, loại tư cũng nó tăng được 1.000 đồng một ký. Thì giá anh long ruột đỏ loại 1 á, thì hiện tại nó 28.000, loại 2 nó 23.000, loại 3 nó 18.000, loại tư nó 12.000. Thì hôm qua loại tư 11, nay lên được 1.000 ký là 12.000, loại 5 7.000, thì hôm qua nó cũng nằm giá 6.000, hôm nay tăng 1.000, hàng ngang trộn 7.000 luôn nha. Thì hàng ngang trộn hôm qua thì kho mua giá 6.000, hôm nay 7.000 nha. Còn giá long ruột trắng, giá long ruột trắng hàng đẹp từ 19 đến 21.000, hàng sàn từ 17 đến 19.000, hàng thường từ 14 đến 16.000, hàng dạt 7.000. Đó, giá long ruột trắng Bình Thuận nha bà con. Rồi thì bà con nào chưa đăng ký kênh á, thì mình nhấn đăng ký kênh nha. Nếu có quan tâm bà con nhấn đăng ký kênh để bà con cập nhật giá long mỗi ngày. Rồi, xin chào bà con và các bạn, hẹn gặp lại ở video sau nha.